Em xin chào cô chú anh chị nhà mình nhé. Hiện tại trung tâm StarTech đã kết nối rất là nhiều nguồn hàng về cửa hàng của trung tâm với những nguồn hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cô chú anh chị nào mà muốn kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không cần phải ôm hàng, không cần phải ship hàng, không cần phải bỏ vốn thì hãy lên cửa hàng của trung tâm đưa những cái sản phẩm về trang cửa hàng của mình. Và để đưa được sản phẩm về trang cửa hàng của mình thì cô chú anh chị cần tạo một cái tài khoản trên trung tâm như thế này ạ. Giống tài khoản của MA đây ạ. MA đã tạo một tài khoản trên trang của trung tâm StarTech đây rồi ạ. Nếu cô chú anh chị nào mà chưa tạo được tài khoản như này thì hãy liên lạc ban tổ chức để ban tổ chức hỗ trợ mình có một cái tài khoản như này nhé. Và để đăng sản phẩm trên cửa hàng thì cô chú anh chị mình thao tác như sau. Ta vào dấu ba gạch bên dưới đây ạ. Rồi, sau đó chúng ta vào phần quản lý bán hàng ạ. Chúng ta kéo lên. Đó. Ấn vào mục đăng sản phẩm. Để mà đăng được những sản phẩm này lên trên này thì chúng ta cần hình ảnh, video và những cái giấy tờ về sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trang cửa hàng của trung tâm StarTech để chúng ta lấy tài liệu nhé. Thì cô chú anh chị mình thoát ạ. Chúng ta vào Google đi ạ. Chúng ta vào Google, chúng ta gõ đường link trang web của StarTech, đó chính là StarTech.net.vn ạ. Đây là giao diện của trang của trung tâm ạ. Cô chú anh chị mình ra như thế này là đúng rồi ạ. Còn nếu mà chưa ra như thế này thì cô chú anh chị mình cũng liên lạc với ban tổ chức để ban tổ chức hỗ trợ mình nhé. Khi mà đến giao diện như này thì chúng ta nhìn con chó chuột của em ấy đi ạ. Chó vào cái phần đó là phần cửa hàng ạ. Chúng ta kéo lên. Em ấy ví dụ là em ấy rất là thích cái sản phẩm Izao này và em ấy muốn là tham khảo sản phẩm này, sau đó là đưa về trang cửa hàng của mình. Thì các thao tác thực hiện như sau. Chúng ta sẽ ấn vào ảnh và chúng ta ấn vào cái phần tải hình ảnh xuống. Tải tất cả những cái hình ảnh của cái sản phẩm này. Chúng ta tải về. Ở trên này thì khi mà đăng thì các chuyên gia đã căn cho mình là vừa khung rồi. Nên là mình chỉ cần download về và đăng là xong ạ. Rất là đơn giản thôi ạ. Và tiếp theo là chúng ta quay sang cái phần video chúng ta tải về. Ở đây do thời gian không cho phép nên là em ấy sẽ tải demo một vài hình ảnh. Cô chú anh chị mình cứ tải như em ấy nhé. Và sau đó thì chúng ta nhìn tổng quan này. Đó, tên sản phẩm này. Giá này. Đó. Rồi, số lượng là 1.000 này. Rồi. Bán tối thiểu là 1 này. Nguồn gốc sản phẩm này. Danh mục sản phẩm này. Đã có thuế này, nhà sản xuất này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang trang của chúng ta đăng nhé. Rồi chúng ta thoát ra vào trang StarTech. Rồi, chúng ta ấn vào dấu cộng đi ạ. Rồi chúng ta đăng toàn bộ những cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới download về. Đó. Ở đây là tối đa được 10 ảnh. Tối đa được 10 ảnh. Và sau đó chúng ta ấn xong. Tiếp theo là phần video. Phần video này là do là em đã có sẵn ở trong máy rồi, cho nên là em sẽ tải luôn lên đây. Còn cô chú anh chị mình khi mà tìm hiểu sản phẩm thì cô chú anh chị mình cũng thao tác như vừa giờ em chia sẻ nhé. Rồi. Tiếp theo là phần thư viện ảnh, chúng ta cũng làm tương tự như vậy ạ. Chúng ta cũng cứ download về như vừa giờ em chia sẻ đó. Rồi tiếp theo đến cái phần bên dưới ạ, chúng ta sẽ nhìn vào cái mục đó là có dấu sao này. Và cái mục có dấu sao bên dưới này là hai mục này là chúng ta bắt buộc là phải điền thì mới đăng sản phẩm được thành công ạ. Chúng ta ấn vào thông tin sản phẩm, rồi tên sản phẩm, rồi chúng ta quay sang cái trang vừa giờ ấy, là chúng sang của StarTech để chúng ta copy nhé. Chúng ta ấn vào cái nút này ạ.
có tên này. Đánh vào đây thì nó sẽ hiện ra là sao chép này. Đó, sao chép. Ở chung chúng ta lại ấn vào cái nút màn hình này, rồi quay sang cái trang mà trang của chúng ta. Chúng ta cứ thao tác ra, thao tác vào hai trang như vậy thôi ạ. Mã sản phẩm chúng ta ghi là Startech ạ. Rồi, danh mục sản phẩm. Như vừa giờ chúng ta đã tìm hiểu ở bên kia rồi đấy ạ. Sức khỏe làm đẹp này, y tế sức khỏe này, dược phẩm này, đông y. Rồi, sản phẩm đã có thuế, giá sản phẩm là 350 một đơn vị tính là hộp, trọng lượng 50, số lượng trong kho 1.000, số lượng bán tối thiểu 1. Rồi, sau đó chúng ta kiểm tra lại một lần nữa nhé, xem có khớp với đệ trang của cửa hàng ở trung tâm không. Nếu mà khớp rồi thì chúng ta sẽ lưu ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần đó chính là mô tả chi tiết. Mô tả chi tiết là chúng ta sẽ sang bên để chúng ta sang trang cửa hàng của trung tâm. Chúng ta copy sang ạ. Như vậy là chúng ta đã có phần mô tả chi tiết của sản phẩm xong rồi ạ. Chúng ta kiểm tra. Nếu mà ok rồi thì chúng ta ấn lưu ạ. Rồi, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa nhé. Như vậy là đã ok rồi đấy ạ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đăng. Chúng ta đăng để cho sản phẩm lên đó. Khi mà sản phẩm đã lên rồi thì chúng ta sẽ vào chúng ta kiểm tra xem là cần phải chỉnh sửa cái gì thì chúng ta sẽ chỉnh sửa và bổ sung. Sau khi cô chú anh chị em mình đã đăng sản phẩm lên thì chúng ta sẽ quay lại chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nhé. Chúng ta sẽ vào cái ba gạch bên dưới đấy ạ. Sau đó chúng ta đi vào trang doanh nghiệp đấy ạ. Ấn vào trang doanh nghiệp ạ. Sau đó chúng ta sẽ vào phần cửa hàng đấy ạ. Sau đó chúng ta kéo đến cái sản phẩm mà chúng ta vừa mới đăng đấy ạ. Rồi, bây giờ chúng ta ấn vào nút 3 chấm đấy ạ. Đó, đây có phần sửa sản phẩm đấy ạ. Sửa sản phẩm đây thì chúng ta có thể cho thêm video lên này. Video lên là thư viện ảnh này. Hoặc là chúng ta xem là những cái thông tin nào mà nó chưa hợp lý thì chúng ta sẽ chỉnh sửa đây ạ. Đó. Hoặc là những cái chỗ nào chúng ta chưa điền á, thì chúng ta sẽ điền tiếp. Quan trọng là chúng ta phải điền hai cái phần là có dấu sao đây này, là chúng ta phải điền trước thì sau đó sản phẩm mới lên được. Rồi. Tiếp theo là chúng ta điền từ khóa và mô tả SEO. Đó. Từ khóa mô tả SEO, những cái từ khóa mô tả này để giúp cho chúng ta có thể tối ưu tìm kiếm ở trên hệ sinh thái. Và tiếp theo cái phần đó là đính kèm sản phẩm khác. Chúng ta có thể đính kèm những cái sản phẩm mà chúng ta muốn bán. Ví dụ như là theo mây gợi ý là chúng ta sẽ đính kèm những cái sản phẩm của là cùng chủng loại hoặc là cùng công ty để khách hàng dễ lựa chọn. Đó, dễ lựa chọn. Đây, đính kèm sản phẩm đây. Sau đó lưu. Rồi, sau đó xong. Rồi. Sửa sản phẩm thành công ạ. Và sau đó chúng ta sẽ ngắm tác phẩm của chúng ta nhé. Đây ạ. Đây. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Và tiếp theo là đến cái phần video này. Đó, phần video. Đó. Rất là chi tiết đầy đủ phải không ạ? Khi mà như thế này thì có phải là khách hàng cảm thấy là rất là yên tâm khi mà tìm hiểu sản phẩm không? Có thông tin sản phẩm này. Rồi, có mô tả chi tiết này. Rồi. Có sản phẩm link kèm này. Đó, như vậy là rất là tuyệt vời phải không cô chú anh chị mình. Mình chỉ cần lên cửa hàng của trung tâm Startech, thấy sản phẩm nào ưu việt và cảm sản phẩm nào mà phù hợp với cái mong muốn kinh doanh sở thích của mình thì quý vị anh chị hoàn toàn có thể đưa về trang cửa hàng của mình để kinh doanh nhé.
Mây chúc cô chú anh chị em mình thao tác thành công nhé. Có vấn đề gì thắc mắc thì xin cứ liên lạc ban tổ chức để ban tổ chức hỗ trợ mình để có thể đăng bài tốt hơn ạ.